Luật hấp dẫn chính là những quy luật của vũ trụ. Cho dù anh chị có tin hay không tin, biết hay không biết, thì chúng ta vẫn đang sống trong một cái vũ trụ vận hành theo luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn nó cũng giống như luật trọng trường của trái đất vậy. Ví dụ như là Theo cầm cái ly này, nếu mà Theo buông tay ra thì cái ly này đi đâu ạ? Thì nó sẽ rơi. Theo cầm cái cục này, Theo buông tay ra thì chị gì? Nó sẽ rơi. Và Theo buông 10 lần thì nó cũng sẽ rơi 10 lần. Buông 10 lần thì anh sẽ rơi 10 lần. Anh chị sẽ tin luôn. Anh chị tin cái luật trọng trường nó tồn tại và đây là chân lý và không thay đổi được. Thì anh chị tin hoàn toàn 100% ứng dụng nó. Thì luật hấp dẫn nó cũng giống như cái luật hút của trái đất. Anh chị đừng có nghĩ là lúc có lúc không. Anh chị đừng có nghĩ rằng là người nào biết thì nó mới vận hành, còn người nào không biết thì nó không vận hành. Mà luật hấp dẫn nó luôn vận hành trong cuộc sống chúng ta 100%. Và hôm nay Theo chia sẻ anh chị một bí mật là trong luật hấp dẫn là mọi điều bên trong tâm trí anh chị nó sẽ trở thành sự thật.